tôi đến ngay tiệm uống tóc yêu thích của tôi. Lúc đó tôi phải làm lại tóc nè, móng tay móng chân dơ lắm rồi. Đó chính là việc sẽ nấu một bữa ăn thật là nhiều món ngon do mình đã thực hành suốt cả tháng vừa rồi, và mời người thân cũng như bạn bè của mình đến để thưởng thức, và hy vọng rằng là sẽ nhận được rất là nhiều những lời tán thưởng. Đã rất lâu rồi, chắc cũng phải hơn 2 tháng cả gia đình chỉ có ở nhà và trò chuyện cùng với nhau, thì rất là mong là ra ngoài thì cả gia đình sẽ có rất là nhiều những câu chuyện khác nhau hơn để nói, hoặc là có một bữa ăn nào đấy ở nhà. Sẽ đi cắt tóc cũng như là sẽ được đến những hàng quán thân quen mà mình đã quen thuộc với mình, những món ăn quen thuộc với mình. Tú đang bị kẹt tại Bali do tình hình dịch Corona. Rất mong muốn được về Việt Nam, về nhà của mình, thăm gia đình của mình, bạn bè của mình. Và thật sự rất rất muốn thăm con cún Mr. Bạn Tọn của Minh Tú, muốn gặp nó, muốn ôm nó, và cả cái vườn cây ở trong căn hộ của Minh Tú nữa. Tôi đến ngay nhà hát, đến sân khấu để tôi xem là sân khấu của tôi bây giờ như thế nào, và phải gọi là phun khử trùng sân khấu ngay lập tức để chuẩn bị cho biểu diễn. Đến ngay cửa hàng áo dài của mình để dọn dẹp và sắp xếp đón những vị khách mà đã có hẹn với Hân từ rất là lâu. Hy vọng là Thảo có thể triển khai nhanh nhất, đó chính là có rất là nhiều những cái show diễn đến với tất cả mọi người hơn. Bởi vì hơn hết đó cũng chính là cái công việc chính của Hà, và bên cạnh đó thì những dự án trong công việc kinh doanh cũng tất cả các nhân viên sẽ có thể đi làm lại, và sau đó thì những sản phẩm mỹ phẩm mới nhất có thể tung ra trên thị trường để đáp ứng những cái nhu cầu làm đẹp của mọi người. Thì Quang Dũng mong rằng mang tiếng hát của mình để phục vụ cộng đồng như là cách xoa dịu đến với mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh. Ngồi xuống cùng với ekip của mình để suy nghĩ cũng như là plan cho cái những cái dự án cũng như là chiến lược trong năm nay, bởi vì mọi thứ đã thay đổi. Công ty sẽ là trưởng ban giám khảo của một chương trình của Nhà hát Kịch Hà Nội, khuấy động lên phong trào là chương trình The Voice Nhà hát Kịch Hà Nội. Các clip, các MV của các thành viên của nhà hát là để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Phải tập lại những cái vở diễn để ngay và liền, nếu mà được giãn cách là mình sẽ phục vụ khán giả ngay trong dịp lễ này. Chụp một bộ sưu tập áo dài mới nhất của mình với hình ảnh rất là cá tính, năng động và trẻ trung cùng với mái tóc ngắn này. Hà và ban nhạc của mình có thể thu live đĩa Love Songs để có thể cho ra mắt một cách sớm nhất, và đặc biệt là live concert Love Songs 3 sẽ được ra mắt nhanh nhất có thể đến với những khán giả của mình. Vì Hà cũng đã rất là nhớ ca hát, và cũng hy vọng là tất cả khán giả cũng đang rất là nhớ Hà. Quang Dũng sẽ thực hiện một album nhạc sẽ phát hành online trên mọi trang nhạc, trên mọi trang nghe nhạc của Việt Nam cũng như là trên trang YouTube riêng của mình, với cái hy vọng tích cực mang đến một cái niềm tin yêu, một cái niềm vui trong đời sống để mọi người cùng có thể nghe nhạc và cùng có thể giải tỏa những cái khó khăn. Thế giới ơi, hết dịch bệnh đi, trời ơi, Covid nó chết hết trên toàn thế giới, nó không còn một con nào còn sót lại trên cái thế giới này. Phải hết dịch bệnh trên toàn thế giới. Thế giới sẽ tìm ra vaccine để chống lại bệnh dịch Covid, và hy vọng rằng là tất cả người dân trên toàn thế giới sẽ sớm trở lại một cuộc sống bình thường. Chúng ta sẽ biết hơn về sự ý thức, vì khi có ý thức thì dù là ở nhà hay ra ngoài xã hội thì cũng sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và hãy luôn mang cho mình năng lượng tích cực để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong rằng tất cả mọi người trên thế giới được sức khỏe, được sự bình an. Mọi người sẽ có thể trở lại công việc cũng như ổn định cuộc sống của mình tốt nhất. Mong muốn là đẩy lùi dịch bệnh và để chúng ta quay trở lại được một cái nguồn sinh hoạt giống như trước đây chúng ta đã từng làm.